Xin tiến sĩ và chương trình giải đáp giúp câu cậy thần phải nể cây đa phải nể cây đa ví dụ miếu thờ đặt dưới gốc cây đa rồi thì thắp hương cho thần miếu có cần thắp hương lại cho gốc cây đa nữa không <laughs> đấy, cái câu này thì cái đấy đúng là trong thực tế hiện nay ở ngoài cái thần miếu ra họ còn thắp đầy cả những cái gốc cây đa mà tôi thấy có à, các bác à, ở đây cái chỗ à, cái đường à, ở chỗ quốc tử giám bên một bên này thì phố hàng bột đi lên bên kia thì phố nguyễn thế học lấy có cái gốc cây đa ấy ngày xưa mấy lần bao nhiêu người phá đi rồi cuối cùng họ lại mọc họ lại thắp vương lại thành cái bát hương xì xù phá mãi cũng được như vậy thì có những gốc cây đa y như rằng có những gốc cây đa lớn ý là sao cũng có bát hương cho nên là người ta để vị thần chứ không để bị cây đa bây giờ thì người ta đang hỏi vậy thì thắp hương cho cái bát hương của ông thần ở đấy hay là vì thắp hương cho cây đa đấy câu <laughs> này cũng suy ra cùng cũng mỗi cái nó có một cái lý của nó đúng không ạ thì ở đây chúng ta nên nhớ này đây là, là cái nghĩa bóng thắp hương kêu cây đa là nghĩa bóng cây đa là tượng trưng che chở cho cái nơi ông thần trú ngụ nếu như không có cây đa đồ sộ thì biết người ta trụ vào đâu chả nhẽ người ta đến à, giữa đồng không mông quạnh để người ta đặt bát hương đấy thì rất là khó các vị thấy không chả ai đi tự nhiên để đặt đến đồng không mông quạnh cắm và nén hương vào đấy cả mà người ta thường nghĩ là thần cây đa mà cho nên cái chỗ nào có cây đa lớn thì người ta nghĩ sẽ có vị thần trước hết là tư tưởng dân gian là có vị thần ngồi đấy và vị thần ngồi đấy cho nên đi qua là phải cẩn thận là phải đối đãi không có là vị trách phạt cho để rất là nguy hiểm cho nên là đến đấy thường có cây đa to một người nào đó đầu tiên chỉ cần cho một vã thương thắp lên là những người sau thách kẹo cũng không dám phá đâu đấy mà khi ông nào phá cái về nhà ốm cái người ta lại đồn thổi lên ngay cho nên là người sau lại thấy người khác thắp thì mình cũng xuống thắp mà nhiều nơi nhé có những cái bát hương ở dọc đường đi qua mọi người cũng phải dừng lại đấy nhé ngày xưa người ta còn khác cái biển gọi là hạ mã tức là hạ mã là đi cưỡi ngựa qua đấy là phải xuống ngựa thì đây chúng ta phải xuống xe phải thắp hương phải trao thì ở đây để chúng ta thấy rằng như vậy thì ở có những cây đa và có bát hương thì ở đây bạn hỏi là vì thắp hương cho ông thần rồi có thắp hương cây đa không thì chúng ta nên hiểu là cây đa là cái bóng để nương tựa trong thần cũng là như nơi nơi định cư ấy. như cái nhà ấy, có vị quan to ngồi ở thì cái nhà cũng quan trọng đấy nhìn cái nhà cái mát của cái nhà gắn biển ấy cũng quan trọng vì cái biển ấy về cái nhà ấy, thì cũng là để nói lên là báo hiệu là cái để cảnh tỉnh cho mọi người biết là ở trong đang có một cái ông to đang xét đang ngồi đấy cái biển đấy đấy là giống như cây đa vậy thôi ý nghĩa tượng trưng tức là cây đa là cái nơi che chở là địa chỉ cũng là cái cớ để người ta đặt tát hương đấy là cái thứ nhất vậy thì là cái nơi còn có ý nghĩa nữa tức là là nơi trú ngụ này là phương tiện đấy là tương hỗ lẫn nhau có khi cây đa to thì thì người ta lại thấy bát hương linh hiểu <laughs> cây đa thật to và thật hoành tráng thì bắt đầu người ta lại thấy linh cho nên là nếu không có cây đa thì thần sẽ giảm linh thiêng hoặc cái cây đa bé tí bằng ngón tay này thì để vắt hương đấy chưa chắc người ta đã lễ nhưng phải cây to ta đa thật to còn lâu dài hiện nay là có ở dưới kia là cây đa 15 chân ấy. rồi là có rất nhiều cây đa to Mà đợt tới chúng tôi sẽ chia sẻ có một cây đa ở ở điện biên ấy. mà cái cây to mà chặt nó đi ấy, cần 6 người chặt cái cây là 6 người tham gia chặt thì chia ra 6 người thì năm người đây là chuyện thật không tôi không tiện nói tên năm người mỗi người được một khúc thì năm người ấy mang cái khúc về để lại bắt đầu cái người tham gia mang cái khúc về làm con tải làm cái con tải còn cái ông chủ nhà cái vị chủ nhà chặt cái đấy cũng thập tử nhất sinh rồi đi làm tâm linh mới biết rằng là chặt vào cái cây phạm cái cây là có bà chúa bà ấy, ngự ở trên cái cây đấy là phải về đây hôm vừa rồi họ về đây họ xin phép chúng tôi để làm lễ tâm linh cho cái thần cái cây đa vì đã họ chặt mất rồi cho nên làm cho năm ông là ngoẻo rồi còn một ông nữa là bây giờ phải làm cái miếu thờ bên cạnh như thế nào đấy ở đây như vậy thì có nghĩa là cái cây đa là nó cũng có giá trị đấy nếu như mà cây đa là cái nơi mà cái nhà cho quan to ở bây giờ cái nhà đấy phá đi thì cũng cũng, cũng, cũng có gây giảm linh thiêng đi đấy thì ở đây cho nên là cây đa là to thì nó là giáo cụ trực quan Để cho mọi người ta uh, Biết đến địa chỉ đó Ví dụ như ở dưới kia Dưới Hải Phòng mà gì đấy Có cây đa gọi là cây đa của bà chúa Nam Phương ấy, Nam Phương ấy, Thì là 13 gốc Cho nên là nó Khi cái cây đa nhiều người Địa chỉ nhiều người biết đến Nó thành cái mốc lịch sử Cho nên là, là Giống như hàng hóa là Phải có bao bì Rồi là có thương hiệu Thì khi cái bao bì thương hiệu đẹp rồi là có tiếng ấy, thì tự nhiên cái chất liệu bên trong tự nhiên được kéo theo. Cho nên cây đa cũng vậy, nó như hàng hóa bao bì tiến chấp cho cái hàng bên trong. Như vậy thì hai bên tương hỗ lẫn nhau. Nên là cái cây đa to, cây đa linh thiêng, linh thiêng ở đâu là do cái thần ở đấy nó linh thiêng. Nhưng mà nếu không có cây đa thì thần cũng sẽ giảm linh thiêng. Vậy thì hai bên tương hỗ cho nhau chứ không phải không. Và trong về thế giới tâm linh nó có một chuyện là cũng có những cái linh hồn chú ngụ trên cái cốc cây to không cứ cây đa nhiều cây khác nữa cũng có những thần linh thổ địa và cũng có nơi giống như là chúng ta thấy nhiều nơi người ta hay trồng cái cây bồ đề đấy ngày xưa ấy là cái thời mà hiện nay cái cây bồ đề bao nhiêu đời vua phá đi không được nhé chặt hết đi nhưng nó lại mọc nó lại mọc lên cây con bây giờ cái cây bồ đề hiện nay còn cũng là bị phá đi rất nhiều chứ về sau nó mọc lên nó chặt chứ không phải cây còn cây gốc nữa là cái cái mầm cũ nó mọc lên thôi nhiều lần phá vỡ không được thì những cái cây mà đức phật ngồi dưới cây bồ đề đấy nó cũng có giá trị lịch sử của nó thì việc thần cây đa làm cho cái thần nó thiêng lên và cái cây đa có cái à, à, cái bát hương có thờ thần thì cây đa cũng được chăm sóc hơn ít người dám phá hơn. Chúng ta thấy hiện nay ở Hà Nội với một số nơi cũng có cái cây đa giữa đường, ấy, có vát ấy, mà khi giải phóng đường, ấy, đấy, ở trên Hà Nội ta có mấy cái điểm các nơi thì thấy cái cái cây đa đó là che ra hai bên không dám động vào cái cây đa đó đấy, cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nhiều nơi hay là ở chỗ sân bay ở trong uh, ở, ở trong kia um, cũng có cái uh, sân bay ở trong các tỉnh phía Nam tôi thấy có một sân bay mà cưa cái cây đi mà cũng cũng, cũng mỏi mệt rồi cuối cùng cũng nhiều anh bị tai nạn được một số những đường giao thông thấy cái đa về đần để trình hình giữa đường ở Hà Nội có ba bốn điểm như vậy không dám phá đi cái cây đa đó đi vậy thì cây đa có thiêng hay không thì cây đa là giáo cụ trực quan là cái nơi che chở cho thần linh tại đó hai bên tương hỗ đến nhau vì có cây đa mà miếu thần người ta dễ nhận hơn nó cũng có cái nơi mà gán cái tâm linh vào đấy còn vì có cái tâm linh mà cây đa sẽ được bảo vệ không bị chặt đi rồi là cũng được chăm sóc không ai vi phạm có những cây mà người ta rất ngại động vào đấy động vào đấy là sợ lắm thì trái biết thật hay giả cứ nghe tin động vào cây thì chết đấy mình phải chặt cái canh thì cũng sợ chứ chưa nói gì đến chặt cây nhiều khi chặt canh thì còn về ốm nữa rồi. cho nên là vì có khi cái thần đấy ở đấy mà làm cho cây đa trở nên được bảo vệ cây đa được bảo vệ À, ví dụ như bây giờ các bác biết chưa biết thiêng về tâm linh hay không nhưng bây giờ các bác thấy cây đa tân trào không? Cây đa, nếu không có cái uh, việc uh, họp ở đấy thì cái cây đa chân trào trả cả đài mới đến có khi họ chặt mới rồi nhưng bây giờ cây đa chân trào được bảo vệ thậm chí được cấy ghép những cái nơi nào mà để tránh cho nó bị chết thì người ta được bảo vệ không bị gãy cành được cái nào đó là người ta làm rất là chú đáo nhá. như vậy thì vì cái ý nghĩa lịch sử mà cái cây đa được bảo vệ À, cho nên là hai bên tương hỗ lẫn nhau cây đa tân trào là ở ngày xưa người ta đã làm nên di tích lịch sử cho nên gọi là thần cũng được không gọi là thần cũng được nhưng mà cái việc tính di tích của nó cũng gọi là thần đi vì nó nơi phát tích ra rất nhiều những cái mà có yếu tố lịch sử vậy thì những cái di tích đó hai bên tương hỗ lẫn nhau nếu như không có cái cây đa tân trào ngày xưa thì người ta biết rằng ngày xưa cũng có bác giáp với một số giải phóng quân người chúng ta xuất phát từ từ đâu ở chỗ tân trào tôi nghĩ rằng một cái điểm đấy là cái điểm nhưng mà đi có khi ông họp ông hô ở chỗ góc khác nhưng nó là đần đất không chống trải giữa đường ấy thì ai nhớ được chỗ nào được cho nên phải có cây đa để làm mốc cây đa chảo. chứ còn ngày xưa là chúng ta họp ở dưới cái cây đa vừa là để cho nó mát vừa là cái nơi mà họp ở đấy tập trung và mời các vị tập trung dưới gốc cây đa nhá chứ bây giờ ở dưới gốc lúa hay là dưới cái gốc cây chuối thì biết thế nào được nó còn muôn vàn nó khó làm cái mốc lịch sử khó định vị cho nên cây đa cũng là cái định vị cho một cái sự kiện lịch sử và chúng ta xa hơn nữa là sự kiện thì lịch sử đấy thì người ta có thể đặt bát hương, bây giờ người ta cũng có thể lập bát hương để ta thờ cũng được, những di tích thì người ta nhiều nơi di tích cách bạn ở nơi người ta lại lập bát hương thờ đấy các bác nhá. Kể cả cây hoặc là cái gì đó người ta trồng, di tích các bạn ở nơi cũng lập bát hương để thờ. Như vậy thì chính cái bát hương đó nó làm cho di trích, tích tích cái trở thành linh thiêng và được bảo vệ. Đấy cho nên cái bát hương nó làm cho cái thần ấy được linh thiêng và bảo vệ. Và cái cây đa sẽ làm cho bát hương cũng được linh thêm vậy thì chúng ta có cần thắp hương cho cây đa nữa không thì không cần chỉ thắp hương cho thần linh thôi còn như bạn hỏi có cần thắp hương cho cây đa nữa không không cần vì chỗ nào chúng ta cũng cắm bừa bãi thì nó nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà ý nghĩa tâm linh của nó là chính và cái bát hương nó đại diện cho cây đa rồi thì không cần phải ra chỗ chỗ mỗi cái cành cây của cây đa bắt các bác cứ đến lại cắm một cái nén hương vào đấy tôi làm cho có khi nó làm cho nó cây đa nó không những mất mỹ quan mà có khi còn hỏng hóc thế này thế khác. thì khác hoặc là lửa nó lại cháy nên những cái lá rồi nó làm cho khi cây đa lại bị hỏa hoạn cũng không cũng không nên cho nên ở đây nếu như cây đa như bạn hỏi có bắt hương thờ thần linh ở đấy rồi thì không à, có nên thờ cắm bát hương cho cây đa nó không thì tôi bảo không nên thì mọi người cứ theo cái đấy thì nơ mơ thắp ở bên ngoài cây đa có khi bị một sự cố nào đó rồi là thắp hương người khác thì thắp nến thì đổ dầu đèn ra nó có khi cây đa bị hỏa hoạn thì cũng không nên cho nên là thôi thắp hương cho bát hương ở thần cây đa là được còn không cần thắp hương cho cây đa chỗ khác thì con người ta ở lâu thì nó thành linh thôi nhiều nơi người ta đến thì người ta muốn giữ cho nơi đấy được thanh tịnh không có ai phóng mua. uế bừa bãi thì người ta lập đến đấy một bát hương lâu 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 thì lại thành một cái linh thiêng ai đến đấy thì chả biết thờ ai cả những cái thấy bát hương đến đấy là thắp hương là thờ là không dám phá đi lâu rồi là không dám phá đi và không ai dám phóng uế hay là làm cái gì đấy bậy bạ à, mất thanh tịnh ở đấy thì bát hương nó có một ý nghĩa à, nào đó có thể bát hương có ý nghĩa về mặt tâm linh có khi thần linh gọi trụ đấy cũng được nhưng có khi không có thần linh thì sẽ linh tại do là gì nhân linh người ta sẽ làm cho cái bát hương linh chúng ta thử, nghĩ xem trong thực tế có những chuyện như vậy nhiều khi mà để tránh những cái chỗ nơi mà người ta làm phóng uế hoặc vứt những cái đồ bẩn thỉu bừa bãi nơi đấy người ta làm bát hương đấy không ai dám làm chứ không ai dám làm bậy bạ nữa và không không ai dám vứt những cái đồ mà dơ bẩn lên cái chỗ vùng có tháp phương đấy cũng là một cái mẹo cái là cái hay mà tôi cho rằng là thực tế chúng ta đã có thì cảm ơn bạn đã có những cái câu hỏi nó có mang tính cũng hơi là lạ nó cũng là vui vui thì tùy theo các bạn có theo quan điểm thôi thì các theo còn quan điểm đâu vừa rồi tôi nói là quan điểm riêng của tôi thôi nhận thức là khi người ta đã tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân dân miền ở đấy thì chúng ta nên tôn trọng và không nên xúc phạm đến tín ngưỡng của người khác và cho nên tôi ta... nhưng đừng quá đáng không phải tín ngưỡng gì thì chúng ta mọc lên rồi mọi người để từ bé rồi xé to xít ra rồi nó quá đà sang cái mê tín dị đoan tín ngưỡng khác với mê tín hiện nay các nơi khác người ta thắp hương là theo tín ngưỡng là lòng tin ngưỡng ngưỡng là ngưỡng mong ngưỡng mộ tín là lòng tin vậy thôi còn có nơi mê muội thì lại khác tín ngưỡng khác với mê tín mê tín là tin một cách mê muội thì các đây các bạn thắp hương thì chỉ cần thắp hương là thần cây đa người ta thờ thôi còn không thắp hương lên cây đa cảm ơn bạn